Chào mừng trở lại với channel của mình, mình là Ryan Lê Và hôm nay trở lại video cực kỳ hấp dẫn đó chính là làm event cho anh em Thì đợt event này là event tôn sư trọng đạo nha Thì hôm nay mình sẽ làm event hợp quà tri ân Để mình mở cái hộp quà này xem coi nó lãi hay lỗi cho mọi người nha Thì mọi người nhìn xem này hộp quà này nó sẽ tùy server Thì server hiện tại của anh thiếu gia là S158 Thì sẽ có những vật phẩm như huyền tinh này Uh, phi hồng xích thiệp đồng hành rương đỉnh ngộ đơn 200 mạch khí đơn rương mảnh trang bị thú cửa thức tỉnh đơn thì còn cửa hàng này thì anh em thích đổi gì anh đổi đa số thì y con này đẹp ta thiển thao lưu ảnh đẹp nhờ Nói chung thì anh em thích mua gì mà mua thì ở trong video này mình sẽ làm event uh, như mọi khi để cho mọi người có nhìn tốt hơn trước khi anh em chơi event nha uh, Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình là mình có bán thẻ xin chiết khấu từ 7 đến 9% và mình sẽ nhận trung gian động tin tất cả những sản phẩm của Vinzi này cũng như bán khí linh uh, kim long on server và đặc biệt hơn em cần bán khí linh uh, 17 18 hoặc là từ 10 trở lên ấy thì anh em cứ liên hệ mình uh, và anh em cần đúc khí này uh, cần búp kim bảo server mới thì cứ liên hệ mình và đừng quên like subscribe kênh hộ mình nha Ok let's go thì bây giờ chiến nào mọi người ơi bây giờ chiến thôi chiến thôi cần gì nữa Bây giờ mở thôi, bây giờ mở lần mở của ảnh thì 50 chìa mua ít thôi Tại vì anh em mua nhiều quá nó bị lố anh em Cái này nó tới là ải thứ 30 Nó tới ải thứ 30 là nó bị uh, hết nhân rồi Nên là ảnh yêu cầu là cứ mua lần 50 chìa mở Hợp lý không? Quá hợp lý luôn Đây, ải tiếp thì ải này mở hết rồi Và ải tiếp mở thấy gì đâu, chậm ghi Đây mở 25 vé nhưng mà ảnh yêu cầu là mở hết nha Mở ra được 25 vé thì anh em tùy mọi người, thì mọi người có thể muốn qua hải còn ảnh yêu cầu là mở hết. Mở hết. Mở hết thì cũng ngon đấy anh em. Ừ, một viên huyền tinh 7 ngon ngon. Huyền tinh 7 thì bây giờ mua bao nhiêu chúng ta? Ở đây còn uh, 26 hải, 26 nhưng cho 25. 26 nhưng cho 25 là có sáu trăm rưỡi trì mua thêm sáu trăm rưỡi hợp lý sáu trăm rưỡi nữa ừ. ok tiếp tục này ở tiếp thì ở số 5 bắt đầu sẽ có nhân hai này đó nhân hai nhân hai ra huyền tinh không huyền tinh mấy cái nhân hai thì phải mở mát rồi sự kiện này lần nào cũng chơi thì à, anh em dư độ úp lắm nếu mà sự kiện lần nào anh em cũng chơi thì úp dư độ úp lắm nhưng đa số mọi người sẽ lựa chọn sự kiện Còn thấy mình thì chơi mát đi Sự kiện chơi mát này Được Duyên huyền tinh 7 Được mấy cái phi hồng xích cũng ngon quá trời luôn Thì bây giờ mình cũng uh, Mở event để cho mọi người có nhìn tốt hơn Em chơi event thôi Chứ còn hên đi xui thì mình cũng không biết nữa Mở thôi, mở thôi, mở thôi Mở thôi, mở thôi, mở thôi Mấy ruông chân bị thú nó cứ, cứ xuất hiện trước mặt mình ngoại đó ai à, số 9 rồi Thiệp chân nguyên của ảnh thì nó nhiều quá rồi Để hôm nào mình xin ảnh mở chân nguyên coi, coi ra được cái con ngon ngon không Chứ bây giờ thì chứng nguyên của ảnh nhiều quá rồi Tới ảnh này nó cũng nhân hai nữa này Mấy ảnh cuối thì mới nhân ba Mấy ảnh nhân hai thì Mong mong ra được phiên huyền tinh thôi Chứ không mong ra nhiều Huyền tinh là cái thứ mà khó kiếm nhất Được được thì ra thêm cái tài ứng thôi Tài ứng cũng quan trọng nha Cái tấn cũng quan trọng ấy Ra à, ra thêm mấy cái viên mà up uh, Bạch khí cũng được nó đang thiếu á Nói chung thiếu à ra thêm cái thức tỉnh đơn cũng được Nói chung thiếu nhiều lắm mọi người Chơi event không bao giờ đủ up đồ ấy Thiếu nhiều lắm Anh có ạc này, ạc của anh thiếu nha thì Event nào anh cũng uh, Chơi ấy, anh cũng để cho mình chơi cho mọi người để cho xem cái Event nó như thế nào để cho mọi người có nhìn tốt hơn Ngon quá ngon quá cứ nh vậy thôi cứ vậy phát huy cứ vậy phát huy huyền tinh 7 ngon nữa 4 viên rồi nha 4 viên 7 của tôi rồi nha đừng ai ch cản 4 viên 7 của tôi rồi ngũ hành tinh luyện nó ra mấy ngũ hành cũng được cái quan ứng thì không bao giờ là nó đủ hết hôm bữa tích cho ai bye không bữa nay bay tích uh, 230k mà mở nó còn bị xịt nữa còn bữa mở cho anh em ba như hai hai k ngũ hành tinh luyện ấy là nó xương sương là như là Anh tính xương xương là cả trăm triệu ấy mà mở nó. mà lúc mà tẩy ứng nó không mát được nữa thì anh em biết là khó cỡ nào rồi muốn mát một phẩm ở trong ở trong game này thì anh em tốn rất là nhiều giống như anh em up lên tới mức tầm trung ấy thì sẽ ở mức bình thường còn khi mà từ tầm trung lên cao ấy nó sẽ tốn phải gấp 2 gấp 3 lần nó khó chỗ đó đó nó nhiều khi những anh tớp mà càng mắt đồ ấy là càng tốn nhiều này tiếp này mở mắt gắn lên gắn lên tầng thứ uh, 19 rồi tầng thứ 19 rồi ra những cái kia cũng ngon đấy em nó ra nhiều gương quá gương rất là tích ờ à, ngủ ông thạch cũng được này ra ngủ ôm thạch cũng ngon ngủ ôm thạch mình đang cần lắm thôi nhưng hai đồ này nọ nhưng hai ra mấy cái uh, thức tỉnh cũng ngon này ra hữu hành tinh luyện ra mua phi hồng xích cũng được ra cũng nhiều quá ngon quá ngon quá event này chơi thì à, khỏi cần phải nói ngon hay dở anh em nhìn mở đồ thôi là anh em tự tính nha chứ nhiều khi mình nói ngon mà anh em anh em nhìn nó sẽ biết là ngon hay không thôi chứ bây giờ mình nói ngon không ngon thì cũng như vậy à Ừ, viên huyền tinh 7 cái này, nó 5 viên 7 rồi 6 viên 7, trời ơi, lần đầu tiên mở hên dữ vậy 6 viên 7 cũng đỡ, đỡ khổ Chơi viên 7 viên 7 luôn, ừ, thời tới, thời tới kể không kịp 7 viên 7 rồi Huyền tinh là cái thứ mà không bao giờ mà không cần hết em mà cần tới nỗi mà bây giờ anh em đi trên từng lăng anh em phải thuê nữa mà thì làm sao mà anh em kêu huyền tinh nó là là không cần tới lúc ra một cái tính năng ấp huyền tinh không đủ để úp luôn ấy dẫn hoài bảy viên 7 nha nhưng hai thì thả được viên tinh đâu nhưng hai thì xui trời còn bình thường thì nếu tinh ừ ra mấy ngũ hành tinh lị cũng được này mấy tưởng thì đợi để ít đỡ mở cấp mình úp cũng đỡ lên này lên này Ngán lên ngán lên. Ừ, 8 viên 7. 8 viên 7 rồi, ngán lên ngán lên. Mục tiêu của mình là 10 viên 7 đi. 10 viên 7 là thấy cũng uh, hòa vốn chứ, 10 viên không đủ, phải 12 viên. Từ mơ tham phải nội tham nữa. 8 viên 7 rồi. Ủa không thấy viên nào nhỉ Hay là lát nữa nó nhân hai mấy viên nhỉ Chưa thấy cái gì luôn Tôi chưa thấy cái gì Chưa thấy gì luôn Nhân ba mà tại mấy gương này không Đó ngũ hành tinh luyện nhân ba đi anh Nhân ba huyền tinh coi anh Xui vậy Không được nhân ba huyền tinh luôn Này nhiều quá thì chơi hết event rồi anh em Vô đây thì anh em coi cửa hàng này em thích mua gì nên mua vé này mua con ngựa đi tính vật cũng được đấy cậu ứng của ảnh thì ứng của thì bây giờ cũng ngon đấy anh đang chơi là môn phái là anh đang chơi là hệ quả ngoài công tiêu giao kiếm tiêu giao kiếm hôm nào để review thôi tiêu giao kiếm bữa giờ không ai chơi mà giờ anh chơi nhờ cũng là lạ đấy để ra sẵn sẵn đang chơi event mà qua ra test cái chiêu ơi Nhanh test chiều của tiêu dao kiếm tiêu kiếm bính là cũng căng phết luôn nhỉ phượng hoàng này cũng ok phết luôn nha anh em nha thì mình đã kết thúc event đây cho anh em rồi thì anh em xem event là anh em biết lãi hay lỗ rồi khỏi phải nói ứng ngon quá nha thì anh em nào cần mình làm event hoặc bất kỳ vấn đề nào trong game tự ký liên hệ mình và nếu anh em yêu quý thì anh em hãy ủng hộ thẻ zin này dịch vụ mua bán kim lâm khí linh và các vấn đề khác của mình nha chào mọi người hẹn mọi người trong video kỳ sao chào mọi người